Âu đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy dưng mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin tỏ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:26 sáng giờ Việt Nam. Vẫn còn 4 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Dạ, con kính lễ chư tăng, quý cô, tu nữ có mặt ở trong room. Xin chào quý vị đạo hữu. Kính chào Sít Đầm Men, Pháp Môn Lào Cai. Con kính chào Sít Hạnh Kiểm, cô Hiến Mộng, đạo hữu Karuna. Con kính chào cô Thi An Lạc, cô Kim. Con kính chào cô Metta, Sít Thanh Thủy có mặt trong đạo tràng. Không biết sư là rảnh tay trước máy hay chưa, và nếu có cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình học Pháp Cú sáng nay. Nam mô Bụt Thầy. Con kính nhường mic lại cho sư, sa thú lành thay. Sa thú mình chân ngộ, thọ trì tam quy ngũ giới lễ bái tam bảo hoàn thiện rất là tốt và đúng giờ ha. Mình chân ngộ từ ngày thứ bảy là xuất hiện làm xong bổn phận của mình, cũng còn dư 1-2 phút không sao. Kinh lễ đã được Phật Thánh, đã được Phật Sàng. Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào Sư Thanh Thủy, đạo hữu Karuna, Sư Quyển Mộng, Sư Meta, Sư Thanh Kiểm, Sư Pháp Nguồn, Sư Tâm An, Sư Kim, Sư Thiên Lạc. Hôm nay quý vị có được ăn vui không? Ngày thứ bảy chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 171. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hê si gã răng ta thà gã tù lù cú tăng mù sắc bá gá rù hí chê chắc vù lù cá sơ sá thà chá na đầm mắc phù quý đồ quần đà ma hành tầng na ra phù chá này giác cầm. Như lai giác ngộ pháp màu này bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly trần nạo trói chân, tôi thức giáo chủ trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát địa bồ giá tá sa sát nô lô cà nô mân thả xà thá rô cô sắp và nhu bút thấp và tí phù tí sanh nhá tô quanh đà mô hành tần ná ra phù. Cái này giá cầm pháp bảo quý như ánh vàng, như là sơ sáng vật mạng vô minh cái tan lần là chúng sinh để những Phật tổ quân minh rõ ràng Phật quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số quá ta sá xa quốc thô xích thạc số ta mô quá đá thầm má xích thạc vô niền đà bất sân xa dí á na đá rô rô hoành đà má hình thần đá ra phù. Cha này giác tầm đáng bảo thiên vân bậc đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, tham nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hiền, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường.
rất là nát thế gia tề chề nó sẽ khà mề tu quá tha năng đã xà bi à nó phà về nó xá xà về nó sẽ trật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong ngợi đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không ạ? Alo, nghe được không? Hay là cái giọng khàn khàn? Làm sao? Tạm được ha? Hình như mưa không phải nóng, cho nên để cái quạt quạt nhẹ nhẹ thôi. Rồi, nghe rõ rồi, xà tôi chỉ cần chuyển. Nghe rõ là đúng rồi, bởi vì trên này sử dụng cái quạt nó hơi nhỏ nhỏ một chút, ở xíu góc nguồn thì nói là trời mưa, nhưng mà dưới xíu mình kiểm thì xe cổ nó chạy ào ào, cho nên chỉ cần kiểm nghe rõ là quá phải. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Ô Phật ngôn 171 Ê Tháp Bát Sát Thị Măng Lô Tăng Ê Tháp Bát Sát Thị Măng Lô Tăng Ê Tháp Bát Sát Thị Măng Lô Tăng Câu số 2 Chết Tăng Ra Chá Rã Thù Ba Măng Chích tăng ra cha ra thù ba măng Chích tăng ra cha ra thù ba măng Rồi bây giờ ông là hai câu này Ê tháp bát sát măng lô cần Chích tăng ra cha ra thù ba măng Ê tháp bát sa thi mằng lô cần chích tăng ra cha ra thù ba mằng ê ta ba sa thi mằng lô cần chích tăng ra cha ra thù ba mằng còn hơi bị ngạt mũi một chút rồi bây giờ với hai câu này chúng ta dùng kinh mà đọc được thì dùng kệ chúng ta cũng hai câu này đọc được bởi vì chúng ta chỉ cần chú ý hai câu thôi và những câu sau thì nó cũng giống vậy thôi em tha ba xa thì mong lô cần chỉnh tăng ra cha ra thu ba mặn em tha ba xa thì măng lô cần kiện tăng ra cha ra thu ba măng ê tha ba sa thì măng lô cần kiện tăng ra cha ra thu ba măng như vậy thì quý vị thấy dù cái bài học có dài bao nhiêu chúng ta chỉ cần hai câu hai câu này đọc được thì những câu dưới cũng đọc được bởi vì điều nó cũng giống nhau rồi bây giờ qua câu số 3 ha Yát tháp ba la quý si đành tí Yát tháp ba la quý si đành tí Yát tháp ba là quý sĩ đành tí và câu cuối cùng nát thí sanh gồ quý cha ná tăng nát thí sanh gồ quý cha ná tăng nát thí sanh gồ quý cha ná tăng rồi ôn lại hai câu này Yát tha ba la quý sĩ đành tí nát thí sanh gồ quý cha ná tăng
Yathabha la vishi đàn thi nát thi sẵn gồ vichà na tăng. Yathabha la vishi đàn thi nát thi sẵn gồ vichà na tăng. Rồi. Và hai câu sau. Giọng kinh chúng ta đọc như vậy thì giọng kệ sao? Yathabha Siddhan thi nan thi sang go vi cha na tăng yan tha ba la vi Siddhan thi nan thi sang go vi cha na tăng yan tha ba la vi Siddhan thi nan thi sang go vi cha na tăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Rồi quý vị thấy rõ bài học ha. Ê tháp bá sa thiết mần lồ cần chít tầng ra chá ra thù bá mần giáp tháp bà là quý sĩ đành tí nát tí sần vô quý trà nát tầng. Ê tháp Ê tha bá sa thị mần lồ cần chít tần ra chá ra thù bá mần giác tha bà la quý sì đành tí nát chí sần vô cha đa tần. À, chúng ta còn một cách đọc nữa. Cách đọc này tương đối dễ hơn. Ê tha bá sa thị mần lồ cần chít tần ra chá ra thù bá mần giá tháp bà là quý sĩ đành tí nát thí sầm vô quý trà nhá tầng. Cái đọc này quý vị thấy nó nhẹ nhàng ha, à, không có gán, không có cố sức, à, chúng ta đọc thông thả. Có nghe đọc một lần hai câu nha. Ê tháp bà sát thiết mần lộ cần chích tầng ra cha ra thù ba mần giác tháp bà là quý sĩ đành tế nát thi sân vô quý cha nát tầng. À, các đọc thứ hai này tương đối dễ ha. Rồi quý vị cứ thế mà làm nha, đọc một lần hai câu, à, như vậy thì chúng ta thấy chúng ta khỏe hơn. Cái đọc liền một hơi vậy nguy hiểm, dễ bị đứt hơi. Rồi bây giờ qua giọng kệ. Ê tha ba sa thì mặn lô tăng chín tăng ra cha ra thu ba mặn dán tha ba la quy si đan tử nên thi sanh vô quy cha na tăng. Ê ta ba sa thì mang lô cần chín tăng ra cha ra thu ba mộng dán tham ba la quy si đan tử nên thi sanh vô quy cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Rồi mời Sít Mê Ta Sít Kem. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Pháp Nguồn. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh tốt. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 171. Ê tha ba sa thi mạng lô căng chích tăng ra cha ra thù ba mạng giác tha ba la vi si đàn tỷ nát
thi sang ngô quý cha na tăng. Dạ con xin phân tích. Ê, trường âm thông thường, thá đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá thí là hai đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, trá, rá là hai đoạn âm, thu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê tha bát sa thi măng lô ăn chích tăng, ra trá ra thu ba măng. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, si trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, sang trường âm nhấn, gô trường âm thông thường, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm và tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha ba la vi si đan ti na thi sang go vi cha na tăng. Dạ con đọc lại từ đầu. E tha ba sa thi mang lo căng chích tăng ra cha ra thu ba mang. Yat tha ba la vi si đan ti na thi sang go vi cha na tăng. Ê tha bát sa thi măng lô căng chích tăng ra cha ra thù ba măng. Yat tha ba la vi si đan tỉ nát thi sang gô vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tha bát sa thị măng lô căng chích tăng ra cha ra thi ra thô ba măng. Dạ tha ba la quỷ si đan tì na thi sang gô quỷ cha na tăng. Ê tha bát sa thị măng lô căng chích tăng ra cha ra thù ba măng. Dạ tha ba la quỷ si đan tì nạt thi sang gô quỷ cha na tăng. Dạ con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Tỷ Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Yeah, cũng ba người này thôi. Cô cảm ơn cô Mết Đà, The Man, cô Hà cho tín hiệu nghe rõ ràng. Chắc bữa nay chứ năm thứ người cả bạn không có, có người mới, chỉ có mấy người nữa thôi. Thôi kệ, duyên nào gặp duyên đấy. À, Pháp Môn Lào Cai rõ hả? Ôi, bữa nay trên Lào Cai Yên Bái Lạng Sơn chắc nha. Không có mưa vậy ha, lặng yên ha. Nhưng mà ở chùa Ngọc Đạt bữa nay sẽ mưa đó. Khoảng 12 giờ sẽ mưa đó. Mưa rầm rỉ lên. Rồi sư bị bệnh nữa. Trời ơi, tội nghiệp sư quá. Hồi đó học mấy năm thất ít khi nào thấy sư bị bệnh lắm. Bệnh 2-3 ngày, những cái tuần cũng chưa hết nữa. Tại sư chích vắc trên nhiều quá đó. Thôi trả bài đi. Để yên cho sư.
À, bây giờ nghe rõ chưa vậy quý vị? Nghe chưa? Hello? Pháp Môn Lào Cai. Ok vậy ta? Ừ, cũng được. Rồi giờ nghe ha. Rồi bây giờ nghe rõ. À, tại chắc tại Bluetooth nó bị trục trặc đó. Giờ không nghe, không nói Bluetooth nữa. Bây giờ nói thường thôi. Thì trả bài nha. Giờ trả bài đi xuống để coi nó bị gì nha. Rồi trả bài. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Bây giờ con xin trả bài Kinh Pháp Cú 171. Nha. Ê tha tha sa ti măng lô căng chích căng ra cha ra thù ba măng giác tha bà là quý phì đành tí nát tí sành gồ quý cha na tăng. Ê tha tha sa ti măng lô căng chích căng ra cha ra thù ba măng giác tha bà là quý phì đành tí nát tí sành gồ quý cha na tăng. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Bây giờ vẫn còn nghe rõ không Pháp Môn Lào Cai quý vị? Nghe âm thanh vẫn ok ha? Ừ, tốt. Có mình Pháp Môn Lào Cai. Dạ, rõ rõ. Ờ, còn Hà với The Man nghe rõ không? Cái này không dùng Bluetooth, dùng thẳng vô cái speak của phone thôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Ờ, cảm ơn. Ờ, phân tích câu 1 và câu 2. E trường âm thông thường, thá đoạn âm, pass trường âm ngắn, xá thí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, chích trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, thu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ê tha tha căng chích tăng ra cha la thù pha măng giác tha bà lăng quý si đành ti nát ti sành gồ quý cha na tăng. Ê tha pa sa ti măng lô căng chích tăng ra cha la thù pha măng giác tha giác tha bà là quý sĩ đành tí nát tí sằng gồ quý trà na tăng. Phân tích câu số 3. Giác trường âm ngắn, thá đoạn âm, bà là hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, si trường âm thông thường, đanh trường âm ngắn, tí đoạn âm. Câu cuối cùng. Nát trường âm ngắn, thí đoạn âm, xanh trường âm ngắn, gồ trường âm thông thường, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca trễ. Giác tha bà là quý sĩ đành tí nát tí sành gồ quý cha ná tăng. Ê tha tha sa thi măng lô căng chích tăng ra cha ra thù ba măng giác tha bà là quý sĩ đành tí nát tí sành gồ quý cha na tăng. Ê tha ba cha giác tha em cúp cái này kìa rồi. Ê tha ba cha tí măng lô căng chích tăng ra cha ra thu ba măng giác tha ba la quý si đánh tì nát ti sanh gồ quý cha na tăng. Ê tha ba ta ti măng lô căng chịch tăng ra cha ra thu ba măng giác tha ba la quý si đánh tì nát ti sanh gồ quý cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 171. À. Ờ, quý vị, Sức Hà, The Man. Còn nữa, Pháp Nguồn nghe. Pháp Nguồn không thấy, chỉ có hai người cho bông qua thôi. Cảm ơn cô Mít Trà, cô Hà và The Man. Giờ Pháp Nguồn á, wow, chắc lo bấm bông hoa nhiều quá nên chậm trễ. Dạ,
Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà có chuyện gì sai, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ bảo để cho biết con sửa. Và con xin cảm ơn và nhường mic cho người khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính lễ ngày Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô cho con biết tin hiệu như đó. Dạ, con xin trả bài con đức. Ê tha ba sa thi nằng lô cằn chích tằng và cha ra thù ba nằng dắt tha bà là si đằng ti nắp thi sằng gồ quy trà na tằng. Ê tha ba sa thi nằng, ê tha ba sa thi mằng lô cằn chích tằng và cha ra thù ba mằng dắt tha bà là vi sì đàm tí na thi sằng gồ vi trà na tằng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm kẻ trí. Đoạn dịch qua thượng thích Minh Châu, con xin phân tích. Ê tha ba xá thi măng lô cằn, ê trường âm thông thường thá đoạn âm ba trường âm nhấn xá thứ hai đoạn âm măng trường âm đặt thời gian nguyên âm lô trường âm thông thường căn trường âm thông đặt thời gian nguyên âm chích tầng và cha ra thù ba măng chích trường âm nhấn tầng trường âm đặt thời gian nguyên âm ra trường âm thông thường cha ra hai đoạn âm thù trường âm thông thường ba đoạn âm măng trường âm đặt thời gian nguyên âm chích tầng và chá ra thù ba mần. Ê tha ba sa thi mần lô cằn chích tầng và chá ra thù ba mần. Giác trường âm nhấn thá đoạn âm ba la hay trường âm thông thường quý đoạn âm si trường âm thông thường đan trường âm nhấn tí đoạn âm. Giác tha bà la quý si đan tí nát trường âm nhấn thí đoạn âm sân trường âm nhấn gô trường âm thông thường quý quý đoạn âm cha trường âm thông thường ná đoạn âm tăng trường âm đặc trường nguyên âm ná thi sằng gô quý cha ná tăng dắt tha ba lần quý sự đàn tí ná thi sằng gô quý cha ná tăng ê tha ba sa thi măng lô tăng chích tầng và cha ra thù ba mần dắt tha bà là quý sì đàm tí nắp thi sằng gồ quý trà ná tầng ê tha ba sa thi mần lô tầng chích tầng và cha ra thù ba mần dắt tha bà là quý sì đàm tí nắp thi sằng gồ quý trà ná tầng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu đắm kẻ trí mà đắm say đắm được mà tự thức mình chơi. Dạ, con đã đọc xong, con có sai thì ngài đã đang chỉnh sửa. Dạ, con xin chọn mic lại cho quý vị. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Sư Phước Thánh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính lễ Sư Phước Sang. Dạ con cảm ơn cô Thế Mẫn, cô Meta, cô Hà cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Dạ con xin phép được đọc bài câu pháp cú 171. Ê tha ba sát thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù ba măng yết tha bà la quý sĩ đàn ti nát thi sằng gồ quý cha na tăng ê tha ba sa thi măng lô cầm chít tăng ra cha ra thù ba măng yết tha bà la quý sĩ đàn ti nát thi sằng gồ quý cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm kẻ trí nào đắm say
bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được phân tích câu 1 và câu 2. E tapat sa thi mang lo kang chit tang chit tang ra cha ra thu ba mang. E là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, pat là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, thi là đoạn âm, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E tapat sati bang lo kam. Chit là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rá là đoạn âm, thu là trường âm thông thường, á là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc lại một câu 1 và câu 2. E tapat sati mang lo kam chit tăng ra cha ra thu ba măng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Yata ba la vi si dan ti nat thi san go vi cha na tăng. Yat là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, la là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, go là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha ba la vi si dan ti nat thi sang go vi cha na tăng. Con xin được đọc lại toàn bài ạ. E tha pa sa thi mang lo kang chit tăng ra cha ra thu pa mang. Yat tha ba la vi si dan ti nat thi sang go vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới thăm đắm, kẻ trí nào đắm say. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể. E tha pa sa thi mang lo kang chit tang ra cha ra thu pa mang. Ya tha ba la vi si dan ti nat thi sang go vi cha na tang. E tha pa sa Etapasa thì mang lô căng chít tăng cha ra chít tăng ra cha ra thu ba măng ya tha ba la vi sa si đan ti nát ti sang khô vi cha na tăng. Etapasa thì mang lô căng chít tăng ra cha ra thu ba măng ya tha ba la vi si đan ti nát thi sang go vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có gì sai mong ngài cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xuống mách mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, Thích Tâm Nguồn, Thích Hà, hai vị này. Phân tích thì rất là chính xác, nhưng mà tôi nghe giọng đọc á, quý vị chú ý ha, cô tu nữ Phúc Hạnh cho anh chút. Cái quan trọng của Pali là trường âm và đoạn âm. Trường âm và đoạn âm thì quý vị phân tích rất là chính xác, nhưng mà cái giọng đọc của quý vị sao? Quý vị là hay kéo dài đoạn âm, và đoạn âm nó dài bằng trường âm. Quý vị có chú ý chỗ đó không? Bây giờ chỉ cần hai câu đầu, quý vị chú ý hai câu đầu ha. Rồi quý vị sẽ thấy với hai câu đầu này thì giọng đọc của chúng ta như thế nào. Khi mà chúng ta đã phân tích được thì phải đọc giống như vậy.
ê ta bát sa thi măng lô căng chít tăng ra chá ra thù ba măng. Quý vị thấy đoạn âm là đoạn âm, trường âm là đoạn trường âm, chứ không thể nào ví dụ quý vị đọc chỉ đoạn âm mà nó kéo dài. Si đành tí, chị đành chị tí bằng nhau không được. Nhà chị nát chị thí nó không có bằng nhau được, mà nó phải rõ cái nào là trường, cái nào là đoạn. Rồi bây giờ quý vị chú ý ha. Ê tha ba sa thi măng lô cần chít tăng ra cha ra thù ba măng. Giá tha ba là quý sĩ đành tí nát thi chẳng cô quý cha na tăng. Quý vị thấy những cái đoạn âm chúng ta phải chạy qua trường âm, chứ không có kéo dài đoạn âm. Đọc lại lần nữa ha. Ê tha ba sa thi măng lô cần chít tăng ra cha ra thù ba măng. Giá tha ba là quý sĩ đành tí nát thi chẳng khổ quý cha na tăng. Quý vị mà đọc khi mà rõ về trường âm đoạn âm, cái trí nhớ của quý vị á, là coi như nó in đậm vào những cái từ này và chúng ta khó mà quên được. Chúng ta đọc rõ chữ thì chúng ta sẽ nhớ lâu và thể hiện được cái hồn của Pali. Còn nếu mà quý vị đọc đoạn âm nó dài bằng trường âm thì đó là một cái giọng nhựa, một cái giọng xì ke. Mà giọng nhựa như vậy thì coi như chúng ta nghe nó chán. Còn đọc mà có vấn đề mà ta nghe rõ về trường âm đoạn âm thì tự nhiên nó yên sâu đậm vào đầu óc của quý vị và ít có quên bài học. Rồi xin mời ngôn ngữ phục cảnh, xin mời chú Trần Mang ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nến chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 171. Ê tha bát sa thi măng lô căn chít tăng ra cha ra thù ba măng. Ya tha ba la vi si dan ti na thi sang ko vi cha na tăng. E tha ba sa thi măng lô căn chít tăng ra cha ra thù ba măng. E là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá thí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, chá rá là hai đoạn âm, thu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Giá tha bà là quý sĩ đàn tí nát thi sẵn khổ vi quý cha na tăng. Giá là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, ví đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, sẵn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê tha bát sa thi măng lô căn chít tăng ra cha ra thù ba măng. Giá tha bà là vi sì đàm tí nát thi sẵn khổ vi cha nát tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy.
7. Người ngu mới tham đắm, kể trí nào đắm say? Con xin kể. Ê tha ba sa thì măng lô cảnh chia tăng ra cha ra thu ba măng. Ya tha ba lăng, ya tha ba la vi si đàn tì na thi sang khô vi cha na tăng. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con xin xuống mic. Cái sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin mời chị Minh ạ. Alo, 123, 123. Xin cảm ơn cha chúc ha. Cô tu nữ phụ phận vô sao, cho nên không có nắm rõ vấn đề. Và hôm nay trong giọng đọc thì thấy sức khỏe của cô tu nữ phụ phận cũng hơi yếu ha, không được tốt. Chính vì như vậy mới có sự phân tâm. Sai chỗ phân tích, đúng rồi. Dòng đọc và dòng kinh, dòng kệ tuyệt vời. Nhưng mà phân tích sai một từ. Quý vị thấy sai chỗ nào? Alo, quý vị thấy cô tu nữ phúc hạnh sai chỗ nào? Hay là thấy cô tu nữ phúc hạnh coi như đọc hay quá, rồi cái nhắm mắt ngủ luôn hay sao? Ru ngủ ha. Chính xác, chỉ săn khô, săn vô. Sai, biết mình sai. Như vậy là đúng. Mình đọc sai, biết chỗ sai luôn, chính xác. Chỉ săn này mà gọi là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, khổ đế. Chỉ săn này là trường âm nhận. Trường âm nhấn chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý vị không thấy lỗi của cô tu nữ phúc hạnh. Nhưng mà cô tu nữ phúc hạnh đọc rồi và biết chữ sang gồ này mình đã đọc sai. Chính xác, sa thủ cô tu nữ phúc hạnh. Rồi, sai mà biết sai thì gọi là thấy quý vị đã nắm rõ vấn đề. Rồi, Sister Man đâu rồi? Bỏ chạy nó mất tiêu rồi. Xin mời Sister Man tiếp tục. Alo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Đâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào các cô tu nữ. Con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 171. Ê tha bát sa thi măng lô căng chít tăng ra chá ra thù bá măng. Yá tha bà mà bà la vi sê đăng ti nắc ti sang gô vi cha na tăng. Ê tha bát sa thi măng lô căng chít tăng ra chá ra thù bá măng. Yá tha bà la vi sê đăng ti nắc ti sang gô vi cha na tăng. Dạ, con phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Ê sa bát tha ti ma lô căng chít tăng ra cha ra thu ba măng. Ê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rá là đoạn âm, thu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Yát tha bà la quý si đăng ti nắc ti sang gô quý cha na tăng. Yát trường âm nhấn, thá đoạn âm, bà la hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, si trường âm thông thường, đăng trường âm đọc trường âm nhấn, tí đoạn âm, nắc trường âm nhấn, thí đoạn âm, sang trường âm nhấn, gô trường âm thông thường, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài.
E-sap-e-tha-bát-sa-thi-măng-lô-căng-chít-tăng-ra-cha-ra-thù-ba-măng-yát-tha-bà-la-vi-si-đăng-ti-nắc-ti-sang-gô-vi-cha-nát-tăng. Dạ, con xin đọc bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như xe vua hãy đến nhìn đời này, xe vua lộng lẫy, người ngu mới tâm đắm, kẻ trí nào đắm sai, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Châu. Etabasa ti mang lu kang chi tang ra cha ra thu ba mang Yatabala vi si đăng ti nạc thi sang gu vi cha na tăng. Dạ, con xin xuống mít, con có sai chỗ nào xin Ngài và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa giúp cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Dạ, thưa cho con bài đi. Con kính tri ân Ngài. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Bài câu pháp cú số 171. Ê thắp phát sát thi măng lô căng chít tăng ra chá ra thù pháp măng yát tháp bà la quý si đàn tí nát thi sang khô sang gô quý cha nát tăng. Con xin phân tích câu 1 và 2. E thapasati mang lo kang chit tang ra cha ra thu bát mang. E trường âm thông thường thá đoạn âm, pas trường âm nhẫn, xá đoạn âm, thí đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lo trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chit trường âm nhẫn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra trường thông thường, chá đoạn âm, rá đoạn âm, thu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E thắp phát sát thí măng lô căng chích tăng ra chá ra thu bát măng. Câu 3 và 4. Giác tháp bà là quý si đàn tí nát thí sẵn khu gô quý cha nát tăng. Giác trường âm nhẫn thá đoạn âm, ba trường âm thông thường la, trường âm thông thường quý, đoạn âm si trường âm nhẫn, xin lỗi, si trường âm thông thường, đan trường âm nhẫn, tí đoạn âm, nát trường âm nhẫn, thí đoạn âm, san trường âm nhẫn, go trường âm thông thường, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha ba la vi si dan ti nat thi sang go vi cha nat tang. E tha pa sat thi mang lo kang chi tang ra cha ra thu ba mang. Yat tha ba la vi si dan ti nat thi sang go vi cha nat tang. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm,
kể trí nào đắm sai của Hòa Thượng Thích Minh Châu? En tha pan sa thi mang lu căng chín tăng ra cha ra thu ba măng nhàn tha ba la vi si đan ti nan thi sang gu vi cha na tăng en tha pan sa thi mang lu căng chín tăng ra cha ra thu ba măng nhàn tha ba la vì si đan ti nan thi sang gu vi cha na tăng. Dạ con có đọc, con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Phước Thạnh và sư Phước Giang cùng quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Sít Tina, cô Meta và nhung sư Như Phạm cho biết tín hiệu nghe rõ. Xin đọc bài câu pháp cú 171. Dạ con cảm ơn ngài đã cho con bài. Ê tha bát sa thi măng lô căng chi tăng ra cha na ra cha ra thù ba măng ra tha ba la quy si đàn ti nát thi sang gô quy cha na tăng. Ê tha bát sa thi măng lô căng chi tăng ra cha ra cha ra thù ba măng ra tha ba la quy si đàn ti nát thi sang gô quy cha na tăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, chá, rá là hai đoạn âm, thu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê tha bát sa thi măng lô căng chi tăng ra cha ra thù ba măng. Câu 3 và câu 4. Rát là trường âm nhờ thá là đoạn âm, ba la là hai trường âm, ba la là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm, tí là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rát tha bà quy si đàn ti na quy cha na tăng. Rồi con xin phép đọc lại toàn bài. Ê tha bát lô căng chi tăng ra cha ra thù ba măng rát tha ba la quy si đàn ti na ti sang gô quy cha na tăng.
Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Để bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cả. Ê tha bát xa thì măng lô căng, chỉ tăng ra, chỉ tăng ra cha ra thu ba măng. Ra tha ba la quỷ di đan ti, nát thi sang cô quỷ cha na tăng. Ê tha bát xa thì măng lô căng, chỉ tăng ra cha ra thu ba măng. Ra tha ba la quỷ di đan ti, na thi sang cô quỷ cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai, mong ngài Chí Đức và quý sư trong đạo tràng cùng quý đại hữu trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống, con kính mời Giang Nhật Thạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Sít Tina, Sít Thành Kiểm, Sít Quang Thành cho biết tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đàn. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 171 ngày hôm nay ạ. Ê tha pát sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù ba măng yat tha ba la quy si đàn ti nát thi sang go quy cha na tăng. E tha pa sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù ba măng yat tha ba la quy si đàn ti nát thi sang go quy cha na tăng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ê tha pát sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù ba măng. Ê là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, pát là trường âm nhấn, xá thí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, chá rá là hai đoạn âm, thu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê tha pát sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù pa măng. Và câu số 3 và câu số 4. Yat tha bla quy si đàn ti nát thi sang go quy cha na tăng. Giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, go là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha ba la quy si đàn ti nát thi sang go quy cha na tăng. Con xin đọc lại ạ. E tha pa sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù pa măng yat tha ba la quy si đàn ti nát thi sang quy cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tha ba sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thu ba măng.
Yat tha ba la vi si đan ti nan thi sang go vi cha na tăng. E tha ba sa thi mang lo căng chín tăng ra cha ra thu ba măng. Yat tha ba la vi si đan ti nan thi sang go vi cha na tăng. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Nhung Phạm đã post bài. Dạ, con xin mời cô Hành Kiểm ạ. Dạ, cô Hạnh Kiểm đang bận thì con xin phép đọc trước ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, Sư Pháp Trang. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 171 ạ. Con cảm ơn Sittina đã cho biết tín hiệu. Con cảm ơn cô Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin ôn bài câu pháp cú 171. Etha passa thi mang lo kang chittang racha ra thu pa mang yatha bala visi danti nati sango vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ câu 171 ạ. E tha pa sa thì măng lô căng chi tăng ra cha ra thu pa măng nhà tha la quỳ si đan ti na thi sang ho quỳ cha na tăng. Đã, con xin phân tích câu 171. Câu thứ nhất, e tha bát sa thi măng lô căng, e trường âm thông thường, thá đoạn âm, bát trường âm nhấn, sa thi hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ hai, chít tăng ra chá ra thu pa măng, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, chá ra hai đoạn âm, thu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ ba, yat tha ba la quý si đàn ti yat trường âm nhấn, thá đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, si trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí đoạn âm. Câu số 4, nát thi sang go quý cha nát tăng, nát trường âm nhấn, thí trường âm đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm nhấn, xin lỗi, trường âm nhấn, go trường âm thông thường, quý
bản âm cha, trường âm thông thường, ná bản âm tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã đọc xong bài ạ, con có gì sai sót mong sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp con ạ. Dạ, con xin mời cô Hạnh Kiểm ạ. Cảm ơn Ngô Phạm. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 171. Ê tha bát sa thi măng lô càng chít tăng ra chá ra thù ba măng dạ tha bà là quý sĩ đàn tí nát thi sẵn gồ quý trà na tặng ê tha bát sa thi tặng ê tha bát sa thi măng lô càng chít tăng ra cha ra thù ba măng dạch tha bà là quý sĩ đàn tí nát thi sẵn gồ quý trà na tặng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ê trường âm thông thường, thá đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá thí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chiết trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, thu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê tha bát sa thi măng lô càng chít tăng ra cha ra thù ba măng. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, si trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, sang trường âm nhấn, gô trường âm thông thường, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giác tha bà là quý sĩ đàn tí nát thi sằng gồ vi trà ná tăng. Dạ con đọc lại. Ê tha bát sa thi măng lô càng chít tăng ra cha ra thù ba măng giác tha bà là quý sĩ đàn tí nát thi sằng gồ vi trà ná tăng. Ê tha bát sa thi măng lô càng chít tăng ra cha ra thù ba măng dạ tha bà là vi sĩ đàn tí nát thi sẵn gồ vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Ê tha ba sa thì măng lô càng chiệt tăng ra cha ra thù ba măng dặn tha ba la vi si đàn tì nàn thi sang gô vi cha na tăng. Ê tha ba sa thì măng lô càng chiệt tăng ra cha ra thù ba măng dặn tha ba la vi si đàn tì nạn thi sang gô vi cha na tăng. Dạ con đọc phân tích và kể xong. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô phụ nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ.
Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, im rù. À, Huynh Hành Pháp, đọc chưa? Alo, Huynh Hành Pháp. Sao im rù vậy, Huynh Hành Pháp? Không thấy đưa tay nữa. Sĩ Thành Kiểm đã đưa tay đọc rồi, bây giờ Huynh Hành Pháp chưa thấy xuất hiện đâu. Có trong room này mà không chịu đưa tay. Ồ, khổ quá, mời mới chịu lên hả? Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Kỳ Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô, tụi nữ và toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc và kinh Pháp cuốn 171. E tha pasati mang lo kang sis tang ra chara thu pan nang yat tha ba la visi dam tin na thi sang vo vi chana tang. E tha pasati mang lo kang sis tang ra chara thu pan nang pa mang yat tha ba la visi dam tin na thi sang vô vichana tăng. Con xin phân tích là e là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, phát là trường âm nhấn xả, thí là hai đoạn âm, mang là trường âm theo giọng ngữ âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm theo giọng ngữ âm, xích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng ngữ âm, ra là trường âm thông thường, chá, rá là hai đoạn âm, thu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng ngữ âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đinh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, sân là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc giọng âm. Con xin đọc lại là Ethapasakimang lukkang sitang rasaratupanang tamang yathapalawisi dan tinat khi sang vô vi chân nó tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới thăm đắm, kẻ trí nào đắm say. Ông sinh đọc kệ là Etha pasa thi mang lô càng sik tăng đa cha vô ra thu pa măng yatha pa la vi si đắm ti na thi sang vô vì chan nát tăng. Dạ, hôm nay không được. Dạ, con xin tạm biệt lại ạ. Nghe chắc là hơi bị mệt rồi dạ. Dạ. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thành chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và giờ đây con xin được tiếp tục câu pháp cú số 171. Etapasati mang lo kang chit tang ra charatu pa mang yatta pa la visi dan tinati chang go vicha na tang. Etapasati mang lo kang chit tang ra charatu pa mang yatta pa la visi dan tinati chang go vicha na tang. Etapasati mang lo kang chit tang ga chagatu pa mang yatapa la visi dan tinati sang go vicha na tang.
Hãy nhìn, hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Giờ bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Tông. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con nghe. Mình gửi mất lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thủ đại đức Phật tràng. Giống như Thích Hành Kiếm nói, mừng sư Pháp Tràng khỏe mạnh, tức là nghe âm thanh của đại đức Pháp Tràng, quý vị trong đạo tràng cảm thấy rằng giọng đọc của đại đức Pháp Tràng rất là có y luật ha, rất là có y luật, cái giọng đọc rất là hùng hồn. Đó là một cái điều mà đại đức Pháp Tràng khích lệ cho đạo tràng của chúng ta. Chúng ta tham gia học có ba hình thức. Một là đọc Pali, hai là đọc kệ, còn ba là chúng ta đọc tiếng Việt. Quý vị mạnh dạn đưa tay đọc tiếng Việt cũng được, đọc tiếng Pali cũng được, đọc giọng kệ cũng được, hoặc là thêm một phần nữa là cái phần phân tích. Thì như vậy trên cái tinh thần học hỏi, quý vị đến với đạo tràng rồi sẵn sàng giang tay đón tiếp quý vị. Nhưng mà khổ một nỗi, quý vị sai chỗ nào thì chúng tôi chỉnh chỗ đó. Chính vì vấn đề đó mà có nhiều vị coi như có nghĩ rằng ô bị lưng là giữa đạo tràng đông như thế này mà bị sai có một chút mà kiếm lỗi, cho nên có nhiều vị buồn, phiền chúng tôi, nói rằng chúng tôi làm khó. Nhưng mà hôm nay quý vị thấy đại đức Pháp Tràng khích lệ chúng ta ha, đại đức Pháp Tràng đọc để cho quý vị cảm thấy rằng ô, tôi không biết phân tích không lên, tôi không biết kể không lên, đọc thế này sợ sai không lên, thôi thì đọc tiếng Việt. Tinh thần của quý vị đến với đạo tràng là học hỏi, chỗ nào chúng ta làm không được thì chúng ta phải học, mà học mà coi như khó quá phải hỏi, hỏi rồi khi đó chúng ta hiểu, chúng ta nhớ, chúng ta mới thực hành được. Pháp học nó là vậy, học hỏi hiểu nhớ, rồi khi đó chúng ta thực hành, thì cái giọng đọc của chúng ta sẽ lưu loát. Rất là hoan hỷ lâu lâu đại đức Pháp Tràng đến với đạo tràng và nhắc cho quý vị cứ mạnh dạn, đừng có ngại dễ lắm. Mình học mà chứ đâu phải mình làm thầy, thật sự ra chúng tôi cũng học nơi quý vị ha. Chúng tôi cũng học nơi quý vị, chứ đừng có nghĩ rằng chúng tôi đến đây tôi là ông thầy, có quyền la, có quyền sửa lưng, có quyền nhắc nhở, la hét ôm sồn chỉ tay năm ngón như vậy là oai, không có đâu. Mà quý vị đã cho chúng tôi những bài học rất là quý báu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nội dung ha. Câu Phật ngôn 171. Bây giờ ý nghĩa sau khi chúng ta đã học được thì bây giờ chúng ta phải biết cái ý nghĩa của những từ này. Ê ta ba sa thi măng lô căng, câu đầu tiên ha. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ, cả là ba từ. Thì chữ ê tha, ê tha có nghĩa là gì? Đây là một động từ số nhiều ha. Ê tí. Rồi căn ngữ của nó là gì? Căn ngữ của nó là động từ gác chặt tí. Gác chặt tí là đi. Vậy thì ê tha, số nhiều của nó có nghĩa là hãy đến. Ê tha là hãy đến. Rồi đến làm gì? Bát sát thịt măng, bát sát thịt măng.
chữ bát tha cộng với y mần bát sa tha, đây cũng là một động từ số nhiều, có nghĩa là hãy nhìn. Bát sa tí là động từ số ít. Vậy thì bát sa tha có nghĩa là hãy nhìn, hãy đến, hãy nhìn. Và nhìn nhìn cái gì? Y mần, y mần là này, nhưng mà cái gì này? Chữ lô căng, lô căng do cái từ lô cá là thế gian hả? Lô căng được giờ ta đối cách đối tỷ giáo pháp tu ở câu quan trọng ha. Thì y mần lô căng là thế gian này, hãy đến hãy nhìn thế gian này. Hãy đến hãy nhìn thế gian này. Và ngài thân dịch là hãy đến nhìn đời này. Rồi câu số 2. Câu số 2 sang đây. Câu số 2, chít tăng ra chá ra thù ba măng. Chít tăng ra chá ra thù ba măng. Chỉ chít tăng do từ chít tá. Và chít tá này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo của pháp tỷ ê cấu quan trình á. Cho nên chít tá biến thành chít tăng. Chít tăng ở đây không có ý nghĩa là tâm, mà chít tăng ở đây có nghĩa là lộng lẫy đẹp đẽ. Đây là một tính từ ha, tính từ nam tính. Chít tăng là lộng lẫy đẹp đẽ. Trong một trường hợp khác thì chỉ chít tăng có nghĩa là tâm, nhưng mà đây không phải là tâm ha. Lộng lẫy đẹp đẽ. Rồi từ thứ hai, ra cha ra thù ba măng. Ở đây ba từ cộng lại, chỉ ra cha là vua ha, đó là một danh từ nam tính. A ran ta phun linh ga, ra cha là vua. Rồi chữ ra tha, ra tha nó là một danh từ nam tính. A ran ta phun linh ga, ra tha là xe. Rồi thêm cái từ thứ ba là upamang. Upamang do cái từ upama là ví như, tương tự, ví dụ ha, ví như, tương tự, ví dụ. Và upama được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo quy pháp thế câu vật chẳng hạn, cho nên nó biến thành upamang. Vậy thì ba từ này nó ráp với nhau, ra cha ra thù ba mần, ra cha ra thù ba mần. Giống như cổ xe vua, ví như xe vua, ví như chiếc lồng xa. Rồi chỉ chí tăng là trước là lộng lẫy, ví như chiếc xe vua lộng lẫy. Ngài hòa thượng dịch rất là gọn, như xe vua lộng lẫy. Rồi, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Ê tháp bá sa ti măng lô cần chít tăng ra chá rá phù bá măng. Hãy đến, hãy nhìn, xem thế gian này tương tự như cổ xe của vua được tô điểm. Hai câu này bổ sung, chúng ta thấy ý nghĩa xúc tích ha. Hãy đến, hãy nhìn, xem thế gian này tương tự như cổ lông xa được tô điểm. Rồi, giờ chúng ta qua câu số 3, câu số 4. Giá tha bà là quý sĩ đành tí. Giá tha bà là quý sĩ đành tí. Chỉ giá tha là ở đó. Giá tha là ở đó, trong đó. Rồi ba la là những kẻ ngu, ba la là những kẻ ngu. Quý si đành tì, quý si đành tì, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ quý ở phía trước, nó nhấn mạnh cho si đành tì hay là cái căn ngữ sát, có nghĩa là chìm đắm, chìm xuống. Quý si đành tì ở đây có nghĩa là tham đắm,
chìm đắm. À, đây là động từ số nhiều ha. Tham đắm hay chìm đắm. Vậy thì Yathabala Visiddhanti, những kẻ ngu chìm đắm ở trong đó, tức là chìm đắm về cái sắc đẹp, về cái hình thức của xe của Đức Phật ha, đẹp. Rồi câu cuối cùng, Nát thi sằng vô quý trà nát tầng, Nát thi sằng vô quý trà nát tầng. À, quý vị thấy thì Na cộng với A thi, Na là không, A thi là có. Vậy thì Nát thi có nghĩa là không có, à, không có. Chữ sằng vô ở đây nó là do cái từ sằng gá, nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Và chữ sằng gá này được đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên sằng gá biến thành sằng vô. Sằng vô ở đây có nghĩa là sự vướng mắc, sự tham đắm, sự vướng mắc, sự tham đắm. Chữ sang vô này mà có chữ hát nữa thì nó không còn có nghĩa là dính mắt tham đắm, mà nó có nghĩa là tăng, à, chư tăng đó, sang tăng xá lệnh tăng cái trà mí đó, thì thêm một chữ hát, còn đây không có chữ hát. Cho nên chữ sang vô ở đây có nghĩa là sự vướng mắc, sự tham đắm. Rồi chữ cuối cùng, quý cha na tăng, quý cha na tăng tiếp đầu ngữ quý ở phía trước chỉ sự nhấn mạnh. Cha na tăng do căn ngữ nha có nghĩa là biết, và ở đây được chia theo sở hữu cách số nhiều, sati upati và uvacchana. Quý cha na tăng có nghĩa là đối với những người đang nhận thức, đang hiểu biết. Đối với những người đang nhận thức, đang hiểu biết. Vậy thì câu cuối cùng này, Nát thi sang vô quý cha ná tăng, còn đối với những vị đang nhận thức thì không có sự vướng mắc. Đối với những vị đang nhận thức thì không có sự vướng mắc. Câu Phật ngôn 171 cho chúng ta ý nghĩa: hãy đến, hãy nhìn xem thế gian này tương tự như cổ lông xa được tô điểm, những kẻ ngu chìm đắm trong đó, còn đối với các vị đang nhận thức thì không có sự vướng mắc. Xin lặp lại ha. Hãy đến, hãy nhìn xem thế gian này tương tự như cổ lông xa được tô điểm, những kẻ ngu chìm đắm trong đó, còn đối với các vị đang nhận thức thì không có sự vướng mắc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã tự thay lục bát thế này: thế gian đẹp đẽ xiết bao, lông xa mỹ lệ, lụa đào gấm hương, mê nhân chế xứng bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, lông xa mỹ lệ, lụa đào gấm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Rồi còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngủ Ngon, rất là ngắn gọn và xúc tích: hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Rồi trong phần từ vựng này quý vị thấy có chỗ nào coi như hơi rắc rối? Alo, im đuôi như bà con ngủ hay ra hả? Bây giờ câu Phật ngôn 171 chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự ha. Bây giờ là đói bụng rồi, đã ăn rồi, đóng cửa lại cho chắc ăn. Câu Phật ngôn 171:
được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm tỉnh xã. Và chùa Trúc Lâm này nó nằm ở trong thành Rajagaha. Và tại đây Đức Phật đã đề cập đến hoàng tử Athaya. Quý vị học nhiều rồi, bây giờ cái chữ Athaya viết làm sao? Bởi vì khi mà người ta nhắc câu Phật ngôn 171 thì quý vị phải biết cái nhân vật được đề cập, đó là hoàng tử Athaya. Alo, chữ Athaya viết làm sao? Gì vậy? Cái gì? Chị Kim. Chị Kim viết chữ Athaya. Rồi, còn ai viết giống như chị Kim không? Hả? Ai viết giống như chị Kim không? Và chữ Athaya này thì quý vị hiểu ý nghĩa của nó là sao? Ồ, chị Quan Thanh ơi, chữ xanh lè. Hàng gì với cái chữ xanh lè như vậy, khi mà Sĩ Quan Thanh đọc và thấy nghe như bị bệnh á. Đổi màu đi, đổi màu cho khỏi màu xanh. Màu xanh nhìn vô nó hơi chói chói mắt. Màu đen hay màu gì á cho nó dễ thấy ha. Mắt dân tôi cũng yếu rồi nên thấy màu xanh cho thấy nó nhìn không có kỹ. Chữ Athaya, quý vị còn hiểu ý nghĩa của chữ Athaya như thế nào không? Athaya nghĩa là sao? Học quá trời quá đất rồi, tới câu Phật ngôn 171 rồi mà chữ Athaya không hiểu nghĩa hả? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Phá giá là sợ hãi, lo sợ. Làm gì mà an toàn khổ quá. Chỉ phá giá là không lo sợ, không sợ hãi. Còn có một cái tên gọi là vô úy. Vô úy. Phá giá còn gọi là vô úy. Vậy thì vô ý là không sợ hãi. Ví dụ người xô cá là buồn rầu sầu khổ ha. Nhưng mà á xô cá là không buồn rầu không sầu khổ, đó là vua á xô cá. Vô ý không sợ hãi, không sầu không rầu, đó là á xô cá. Chỉ xô cá là buồn rầu sầu khổ. Thì ở đây Athaya là không sợ hãi. Không sợ hãi. Rồi học cái câu Phật ngôn này để giống như hoàng tử Athaya, có nghĩa là chúng ta không sợ hãi. Hoàng tử Athaya vâng lệnh phù vương đi ra biên cương để dẹp loạn. Rồi hoàng tử đã chiến thắng được giặc các quốc kế hạt hoàng, rồi hồi đi trở về triều đình. Đức vua Bimbisa đã vô cùng đẹp dạ, ban thưởng cho một cái đặc ân là được làm vua 7 ngày. Rồi ban cho hoàng tử Athaya một mỹ nữ tuyệt sắc, rồi múa hát rất là điêu luyện. Sướng chưa? Hoàng tử Athaya thọ hưởng vương vị trọn cả 8 ngày, không hề rời cung để ra ngoài. Nghe là ở trong hoàng cung như vậy thì coi như được ngồi trên ngai vàng, được làm vua trong vòng 7 ngày thì sướng quá. Cho nên chấp nhận sự sung sướng đó, thụ hưởng sự sung sướng đó ở trong cung suốt cả 8 ngày. Nhưng mà đến ngày thứ 8 á, thì khi đó mới hết cái quyền uy của mình, mới đi ra ngoài sông để tắm. Khi đi tắm như vậy vẫn mang theo cái cô vũ nữ xinh đẹp kia.
Sau khi tắm xong, hoàng tử Appayá cùng với đoàn tùy tùng đi đến vườn thượng uyển để ngắm cảnh và nghỉ tại nơi đó. Cái cô nàng vũ nữ này biểu diễn nghệ thuật múa hát của mình cho vương tử Appayá ngự lãm, nhưng mà chẳng may bị một ngọn gió độc xâm nhập vào thân của nàng, khiến cô ta chết trong nháy mắt. Ngọn gió độc này bén như là lưỡi dao nhỏ, cắt đứt cái trái tim của cô ta. Bởi vì cô vũ nữ này nhịn ăn nhịn uống để giữ cho cái eo của mình được thon thả, cái dáng đi của mình được nhẹ nhàng, kiêng ăn kiêng uống suốt trong 7 ngày, và thế là bị làn gió độc này nó xâm nhập cắt đứt mạng sống. Hoàng tử Appayá vô cùng sầu não, tiếc thương cô vũ nữ trẻ đẹp kiều diễm. Lòng của vương tử áo não và suy nghĩ, ngoài bậc đạo sư ra thì không có ai làm cho ta hết sầu khổ được. Và thế là vương tử Appayá đi vào tịnh xá quê Lukwana đảnh lễ Đức Phật, ngồi vào nơi phải lẽ. Đức Phật phán hỏi: này vương tử, tại sao người lại sầu não như thế? Bạch Đức Thế Tôn: con buồn rầu bởi tiếc thương nàng vũ nữ diễm lệ đã chết rồi. Này vương tử, nước mắt mà ngươi khóc cho cô ta khi mà cô ta chết đi, nếu mà gom lại thì còn nhiều hơn cả nước trong 4 đại dương. Nhưng mà nào ngươi có biết được đâu. Và khi nghe như vậy, hoàng tử Appayá dịu bớt cơn sầu não, biết được tâm của chàng đã vơi đi bao sự tiếc thương, thì Đức Phật mới giải tiếp rằng: này hoàng tử, ngươi chớ nên sầu khổ nữa, vì đó là nơi sa đọa của kẻ ngu. Và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 171 này để đưa lên câu Phật ngôn cho quý vị thấy ha. Ê tha bát sa thi măng lô cầm chít tăng ra cha rát thù ba măng giác tha bà là úi xì đành tí nát tí sẵn cổ quý cha ná tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới đắm đắm, kẻ trí nào đắm say. Ý nghĩa: hãy đến đây, hãy nhìn cái thế gian này như nhìn một chiếc lông xa trang hoàng lộng lẫy. Cái kẻ cuồng dại nó nặng hụt trong thế gian đó, nhưng mà những người thiện trí thì không phải luyến ái nó. Khi có Phật ngôn này chấm dứt, thì hoàng tử Appayá chứng đạt được đạo quả diệu lưu. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng hoàng tử được vua thưởng 7 ngày tha hồ ngũ dục hưởng vui say, bất ngờ vũ nữ nhào lăn chết. Hoàng tử sầu bi kiếm Phật ngay. Phật dạy: về nàng vũ nữ kia đau lòng tử biệt với sanh lìa, hoàng nam đã đổ hằng xa lệ trong cõi luân hồi mãi đoạn chia. Kẻ trí khi nhìn cảnh thế gian như xe vua lộng lẫy muôn vàng, cũng không thấy bận lòng lo nghĩ, chỉ có người ngu mới tiếc than. Câu Phật ngôn 171 chúng tôi đã trình bày xong. Và quý vị thấy câu Phật ngôn này, duyên sự này, có giống một câu Phật ngôn khác hay không? Ai biết câu Phật ngôn đó nhân vật chính là ai? Mà có giống với câu Phật ngôn này hay không? Alo, học rồi, quên tốt hết trang rồi.
Ở đây là hoàng tử Appaya. Còn một câu Phật ngôn nữa cũng nói lên một nhân vật rất là quan trọng, cũng được làm vua 7 ngày. Nhưng mà nhân vật đó tên là gì? Đời cô phụ nữ. Hay quý ta. Santati. Đúng rồi, chính xác đại thần Santati. Vị đại thần này cũng được làm vua 7 ngày. Rồi cái cô phụ nữ xinh đẹp cũng giữ gìn eo thon, gìn ăn, gìn uống, để rồi cũng bị một cơn gió độc cắt đi mạng sống. Cái duyên sự hai câu Phật ngôn này giống hệt nhau, nhưng mà khác một bên là đại thần Santati, một bên là vương tử Appaya. Là như vậy cho chúng ta một cái sự suy nghĩ thế nào. Ở đây Đức Phật nói rằng hãy đến, hãy nhìn cái thế gian này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới thấm đắm, cái trí nào đóng say. Vậy thì hãy đến, hãy nhìn thế gian này, thì chúng ta có thể so sánh thế gian này chính bản thân của chúng ta được không? Hãy đến, hãy nhìn chính thân này, cái hình thức bên ngoài nó đẹp như là một cái cổ lông xà, nhưng mà người ngu họ tham đắm, họ chấp vào cái ngã, họ đưa cái bản ngã của mình lên ăn trên ngồi trước, thọ hưởng ngũ dục. Còn những cái người mà biết suy nghĩ thì họ không chấp vào cái ngã này. Thì như vậy quý vị nghĩ câu Phật ngôn này chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Thì bây giờ xin mời quý vị có ý kiến. Ai là người đưa tay đầu tiên? Thôi thì hôm nay thỉnh Đại Đức Pháp Trang ha. Hôm nay Đại Đức Pháp Trang đến với Đạo Tràng đọc một cái giọng đọc rất là hùng hồn. Vậy thì Đại Đức Pháp Trang lợi ý để Đạo Tràng chúng ta sinh hoạt về câu Phật ngôn 171. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. Alo. Đại Đức Pháp Trang đâu rồi? Đâu rồi? Đại Đức Pháp Trang ơi, câu Phật ngôn 171 cho chúng ta một bài học như thế nào? Rồi, bàn tay của Đức Pháp Trang im ru vậy nè. Ý của Đại Đức Pháp Trang là muốn nhường lại cho quý vị đó. Rồi, ai đưa tay? Chúng ta còn có chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà. Sao chậm quá vậy nè? Chậm quá. Cô kêu cái gì? Cô Nhung đi. Mời Siết Nhung Phạm có ý kiến trước này. Cứ nói dở dở người ta họ nghe tức quá, họ đưa tay lên mời Siết Nhung Phạm. Còn nếu mà nói hay quá người ta họ sẽ nhường cho mình nói luôn. Vậy này quý vị cứ nói sao mà người ta nghe chướng tai cài mắt là người ta họ đưa tay lên liền. Rồi mời Siết Nhung Phạm đi. Alo, alo, cứ mạnh dạn đi. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái gì chúng ta cũng phải học hết á. Rồi, Siết Nhung Phạm đâu, đưa tay lên. Ít nhiều cũng quan trọng. Miễn sao đi vào nội dung của Phật ngôn 171 là được rồi. Rồi, mời Siết Nhung Phạm. Sao chậm quá vậy nè. Lâu quá. Thôi mời huynh Đạo Huynh. Huynh Đạo Huynh ngày hôm nay vô cũng chẳng đưa tay lên đọc bài. Huynh Đạo Huynh có một cái giọng kệ cũng hay lắm mà giấu nghề nha. Rồi bây giờ mời huynh Đạo Huynh có ý kiến về câu Phật ngôn này. Alo.
Rồi, tưởng biết é đó. Rồi, sa thú mời huynh đã huynh ha. Dạ, xin đảnh lễ ban ngôi tam bảo, xin kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo trang. Dạ, ngài kêu con lên thì con cũng rất là nể sư thành tử con lên, chứ con cũng lên cô cũng biết nói gì. Dạ. Nói tầm bài chắc tí nữa cô kia của tất mình của lên bây giờ. Dạ, cái câu Phật ngôn này thì thưa di sư và đạo trang, đạo huynh thì rất là dở. Đạo huynh không phải là Phật tử nữa, thành nữ là nhiều khi nói bậy nữa bà con lên mang bốn nè. Nhưng mà như thế này, dạ, theo đạo huynh hồi nãy giờ nghe sư Tí Đức nói rất là rõ ràng. Phân tích từng câu mà cái kênh Pháp Cú này ngài đã quần đi quần lại, đạo huynh nghĩ là chắc là đã 2-3 tour rồi đó. Tại đạo huynh vô cái lớp này rất là sớm, từ 2018 tới bây giờ, tức là thấm thoát là 4 năm trời rồi. Yeah. Nhưng mà thú thật với quý vị bà sư là nhiều khi chúng tôi cũng bận việc làm đó, thành thử sư nói thì cái lỗ tai này nó qua lỗ bên tai bên kia. Năm khi mười họa thì mới nghe được vài chữ, nhưng mà dù sao nó cũng sót là chút đỉnh trong trong lòng, thành thử nhân đây cũng rất là tạ ơn sư. Thì cái câu Phật ngôn này đạo huynh nghĩ là nó cũng chuyên đỡ cho chúng ta một cái bài học là cái cuộc đời này như là kiếp phù du. Giống như thi sĩ ba Cabo Bác có nói là 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng đất cười. Tức là những cái kẻ mà chỉ Đức Phật nói là những kẻ ngu dại với bám víu tham đắm cuộc đời này. Tại vì mình đâu có thích, mình sinh ra đời này là hai bàn tay trắng và mình giả từ cũng trắng tay, thành thử mình trắng đi cái gì, mình bám víu làm cái gì đây, bám víu làm gì đây. Chỉ thêm khổ phiền não mà thôi. Bài học này chúng tôi có nghe sư chia sẻ là hoàng tử có một người yêu mà người yêu đã mất đi. Hoàng tử đã rất khóc sướt mướt, khóc đến nỗi mà nhỏ lệ mà coi như là còn đông đùng đầy hơn cả biển trong năm châu bốn bể nữa, mà cũng không có lấy lại cái cô kia, cái cô kiều nữ kia rất là tùy kiều diễm. Thành thử cái bài hà, cái câu Phật ngôn này dạy cho chúng ta biết là chúng ta đừng nên tham đắm, đừng nên tham ái, giảm thiểu dục, thì chừng đấy thiểu dục tức là bớt đi những cái lòng ham muốn, để cho cuộc đời này bớt khổ, cho bản thân mình bớt khổ. Người Nhật cũng có cái câu là hương tàn sắc phai, chúng tôi nhớ là cái câu cái mẫu từ Nhật Bản nó đánh theo cái vần Aroha đó. Tức là cái bài thơ đã nói là cái cuộc đời này nó chỉ là như là cái hoa anh đào mà nó nở rất là nhanh. Quý vị biết ở Nhật Bản hoa anh đào nó rất là đẹp mà nở rất là nhanh. Thoáng chiếu là nó rụng hết liệt. Thành thử họ quan niệm cuộc đời này là nó rất là ngắn ngủi. Thành trở lại chúng ta cứ giữ cho cái tâm an lạc, đừng có tham đắm, đừng tham dục tham ái, để cho mình có sự an lạc trong cuộc sống hàng ngày. Thì nhân đây đạo huynh cũng xin chúc sư Trí Đức sức khỏe, một người mà đạo huynh rất là quý mến, rất là quý mến, và đạo tràng nữa, già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu, cả cô Kim là người nói cũng hơi nhiều mà đạo huynh cũng rất là quý cô. Thành thử là chúc mọi người thính pháp an vui, thân tâm an lạc, nam mô thầy giả. Đạo huynh xin hết lời và xin chia nhường mic lại sư để sư chỉ định một người khác lên nữa cho cái đạo tràng nó mình nó thêm phần hào hứng. Nam mô thầy giả.
Dạ alo. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư cô tu nữ và đồng thể đạo tràng. Đạo thể im quá. Con cũng lên con nói vài một số cái suy nghĩ của mình ha. Thì câu pháp cú ngay từ đầu và pháp cung nói là chỉ đến chứ không là tham gia họ. Là biết vật xung quanh ta nó đẹp, cái thế gian này nó đẹp, có nghĩa là trong ta bước vào cuộc đời mà biết nó nhưng dính mắt bởi nó thì đơn giản mình thánh thôi ạ, chứ còn phạm nhân như chúng ta thì nhiều lúc nó dễ mà đạm đến cái gia đình hoặc là anh chị em quyền lợi mình chút, cái là đang đi nghe học chùa mà nghe đang an lạc nghe ơi ba mày bị gì kia, thật tâm anh chị em người ta đánh em, chắc lúc đó cái pháp nó dần nó đi hết trơn rồi, chứ còn có sừng nó lên sợ sự lo lắng rồi dỗ nó tuôn ra rồi. Cái nói mà để được như mà để bình tâm an lạc thì trải qua một cái ba la mật, cái quá trình tu tập của ta phải nỗ lực hết mức rất nhiều ạ, chứ còn nhiều lúc nỗ lực nhiều mà chưa chắc nó được ạ. Quan trọng là trí tuệ ta phải thấy rõ được cái bản chất của sự vật đó, sự hiểu biết được bản chất, thấy rõ, chứ không phải là chúng ta hiểu bằng cái ngôn ngữ thường thường thì chúng ta học thì chúng ta hiểu bằng cái ngôn từ nhiều, nhưng đến chuyện thì chữ nghĩa nó đi hết trơn ạ. Còn khi hiểu bằng bản chất sự vật, bằng cái sự hiểu biết của trí tuệ thì lúc đó tâm mới bình ổn được. Còn cuộc đời này thì cũng là nó vô thường, như mạng người nó còn mong manh hơn, như nói thì nói mạnh, đợi khi chết thì không hẳn là đến lúc 60-70 tuổi chết, mà chúng ta đang chết từng ngày. Như khoa học ngày thì có hàng tỷ vi tế bào ta đang sinh rồi diệt, thì không, và chúng ta như giờ cũng đang sống rồi chết từng ngày. Như khi nào mình làm việc mà mình ý thức được những việc làm đó thì chúng ta đang sống, tức là người làm việc có. Còn khi mà lơ đãng rồi phân tâm đi thì người làm việc không có, vậy là chết như vậy. Cái xác còn đó mà cái hồn đi đâu, nó phân tán đi các cảnh giới khác của trong tâm này. Thế vậy học pháp thì vấn đề học thì rất cần thiết, nhưng mà thực hành là để có được cái trí tuệ nó cho lắng tâm, rồi tấn tâm dần dần tập thành tấn tâm, là khi đó trí tuệ nó phát sinh, thì đó là điều cũng cần thiết hơn là học hành và đi đôi song song với nhau. Còn có vậy như vậy thôi. Nếu có gì sai sót hoặc cơ quý đạo hữu nào có thể mở rộng thêm kiến thức thì xin mời người về kế tiếp ạ. Dạ. Còn dừng mic ạ. Dạ, con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Trang, các sư và các cô tu nữ. Dạ, cũng còn ít giờ rồi, để tiếp nói, con nói luôn cho rồi để cho sư nghỉ. Dạ. Trước hai huynh là đạo huynh
hậu huynh bá đạo. Tôi nhớ cô tỳ nữ viên nói tên ông này đó là bá đạo. Trừ quá. Với lại huynh hành pháp và sa thú. Đúng như huynh hành pháp nói. Tôi đồng ý duy hình phải có sự hiểu biết trong đó. Thì trong cái câu này để đọc lại chữ này. Ê tha pha sa thi phan lô căng chích tăng ra cha rá thù pha măng giác tha bà là quý sĩ đành chí nát chí sành sành gồ quý trà ná trăng. Cái chữ chính trong cái câu Pháp Cú 171 này mà Đức Phật muốn nhấn mạnh nói tới chính là chữ quý trà ná trăng, tức là sự hiểu biết, đang hiểu biết. Nó là đó là sự hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết cái sự tham đắm, cái sự sai đắm, thì đắm sai, sự dính mắc vào cảnh ở ngoài. Tức là chúng ta có lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì ở cảnh ở ngoài đời thì gọi là sắc kinh khí bị xuất phát, thì rất dễ bị cuốn hút. Với lại cũng do nhiều, có người bị cuốn hút vào cái việc này, có người bị cuốn hút vào cái kia. Có người bị cuốn hút mà cái việc mà cái đồ vật mà người ta nói trời ơi xấu xí ức lì á, nhưng mà người đó vẫn dính mắc vào đó. Tại vì cái nghiệp của ta có những tiền kiếp người ta thích như vậy. Giống như là những loài chim, có loài chim thì ăn hạt trái cây, mấy loại côn trùng gì đó. Có loài chim nó chỉ ăn đồ thịt thúi không, giống như con chim kênh kênh á. Thịt thúi để chỗ nào nó đánh hơi, nó biết người nào chết cái gì, nó lợi nó chờ để nó ăn. Dạ, thì trong cái này thì Đức Phật nói cái sự tham đắm của người đó. Thì cái câu kệ 171 này đối với hoàng tử Appaya thì giống như ông đại thần mà Săn Tá Tí khi mà thắng trận về thì cũng được đức vua ban cho một người kỹ nữ rất xinh đẹp. Thì hai người này đều say đắm vào cái sự hấp dẫn, cái vẻ đẹp, cái gì trong cái người của cô tu nữ này. Tại vì đẹp thì cũng rất có nhiều người đẹp, nhưng có nhiều người thì thích cái người này, có người kia thích cái người nọ, họ không thích cái người kia thích. Thì cả hai người này đều có một chung một tâm trạng là rất dính mắc vào cái người kỹ nữ xinh đẹp múa hát. Mà cả hai người này đều đặc biệt là hai cái vị kỹ nữ này đều nhịn ăn 6-7 ngày vậy đó, để cho thân hình được múa máy vậy đó, cho nó được hấp dẫn vậy đó. Thì rất là lạ kỳ. Mà cả hai người này đều dính mắt vào hai cái người kỹ nữ là rất thương, rất thích hai người, rất say đắm hai cái người này. Thường thì những người nào mà đẹp đẽ thì mấy ông vua, mấy quan, hoàng tử nhiều chuyện bình thường, không có người này kiếm người kia. Nhưng những vị này, hai vị này, nhất là trong cái câu chuyện này là cái vị hoàng tử Áp Thái Giá đó cũng say đắm với cô này, thì dẫn cô này đi theo, đang nhìn cổ cho sống ngon lành giống vậy, đùng nô cái ngã đùng ra chết, không biết bị sốt cái gì mà còn trẻ tuổi, chắc không bị động kinh hay gì đâu, mà nói toàn là gió độc không à, gió bên Ấn Độ độc quá. Người đẹp nào cũng dễ đánh đập ra chết ngay tức khắc hết. Thì cái sự mà một người không có hiểu pháp nhìn thấy cái gì á, đẹp đẽ còn tươi trẻ, họ nghĩ rằng nó phải sống lâu dài bền vững, nhưng không ai biết được cái pháp vô thường. Có khi nó đến, có khi nó có cái mình tưởng rằng nó sẽ bền lâu, nhưng mà nó sẽ tan vỡ như trong chớp mắt. Giống như là vợ con mình nghĩ rằng mình sẽ sống như chồng vợ con sẽ lâu đời, và người này sẽ thương yêu mình sống cái suốt đời. Có thể họ không còn sống chung với mình, họ chia tay ra có nhiều lý do. Có thể là họ ly dị, có thể họ bỏ đi chồng khác, và có thể là họ chết bất đắc kỳ tử, không ai biết được. Vì đó là sự vô thường ở trong thế gian này. Nếu những người có học pháp á, thì họ đã biết. Thì trong đây thì Đức Phật cũng nói, tức là không, mình phải biết cái không có gì mà tham đắm, đừng nên dính mắc vào cái sự tham đắm vừa mê sắm vừa đó. Tại vì những cái sự mà mình đau khổ, mình buồn rầu, như là cái Đức Phật nói cái vị hoàng tử này khóc lóc vậy đó, thì Đức Phật nói nước mắt nhà ngươi có biết không, nước mắt nhà ngươi khóc than những chuyện được chia tay mà cái gì mà ngươi thích giống vậy, nó nhiều còn hơn nước của biển, của nước bốn biển đó. Trời đất ơi, mình nhìn cái sông nó nước tràn lan thấy ớn luôn, không biết khóc từ nào mới đẩy cái sông nữa.
Mà này Đức Phật nói ông khóc có nhiều, cái nước ông nhiều còn nhiều hơn nước của bốn biển, tức là trong hàng tỷ kiếp những cái vị này đã từng than khóc sầu não dính mắc vào những chuyện thương yêu giống như vậy, giống như bác khổ được mắc hạnh phúc đau khổ, bị bác phong á, thua rồi thành bại, thắng bại rồi tám cái bác khổ cứ quay quần con người ta như trong trống, khi vui khi buồn nó thay đổi từ cảnh vật, thì nó làm cho con người dính mắc loạn thêm trong đó. Thì Đức Phật mới dạy mình phải biết cái trí của mình, có sự hiểu biết cái đó, lúc đó mình biết cái pháp nó là vô thường, đừng nên quá sầu khổ như vậy, hãy coi nó là vô thường, nó đi rồi nó đến, nó sinh rồi nó diệt, đó là chuyện rất bình thường, cái sự vô thường là phải biết cái đó là sự bình thường. Dạ, cái này, cái câu hỏi này, cái câu pháp cú này Đức Phật chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Thấy Đức Phật dạy cho chúng ta rằng phải có sự chánh kiến và cái tư duy của mình nhìn ra cái sự vật, các pháp đều là vô thường, đều là vô ngã, bởi vậy chúng ta không có kiểm soát được, thành ra con người không có gì là hạnh phúc hết, nó đau khổ lắm. Có những người họ không có muốn, họ muốn giữ cái sự an lạc, cái sự vui sướng lâu dài, và họ cái đau khổ họ muốn đẩy đi, họ không muốn gìn giữ, đó là sự không có bao giờ có được hết. Khi đau khổ cái pháp nó không được hạnh phúc thì mình biết rằng đó pháp bất thiện, khi cái pháp mà thiện nó đến thì mình an lạc, với cái pháp đó đó là cái pháp liệt an lạc, thì mình biết vậy thôi, đừng nên dính mắc và cầm giữ cũng như xua đuổi nó, vì mình sẽ đau khổ, mình không làm được gì đâu. Dạ, nó cũng còn 2 phút nữa, cái bài này cũng có như vậy thôi, với cái bài kinh câu kệ này để cho con hiểu rằng mình phải có cái sự nhìn, cái sự hiểu biết vào cái cảnh vật để áp dụng cái sự học hỏi của mình từ những câu kinh kệ, những lời dạy, những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn để mình áp dụng vào cuộc sống, để cho cân bằng cái tâm trạng của mình, đừng có nên quá dính mắc, quá sầu khổ hay quá vui sướng thì làm con người của mình nó không có kiểm soát được. Và con xin hết lời, giờ cũng hết giờ rồi, trong khi con chia sẻ những hiểu biết của con về câu kệ 171 này, nếu có gì sai lầm hay cái gì lầm lỗi, con xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử và chỉ dạy để con sửa đổi lại. Và con xin trả mít lại chú các quý vị trong đạo tràng được một buổi, một ngày an vui và hạnh phúc. Con xin trả máu lại. Alo, 123, 123, quý vị còn nghe không? Thì im ru à, công nhận hôm nay Sĩ Kim hay thiệt nha. Sĩ Kim coi như là canh đúng giờ, 6:30, cái là coi như trả mít lại cho đạo tràng. Rồi, lần sau quý vị cứ thế mà làm ha. Bởi vì nhiều ý kiến như vậy, chúng ta mới có những bài học tốt. Thế còn quý vị coi như im lặng thì không biết sao hết. Bởi vì trong bài học này đã nói rõ là trong cuộc sống của chúng ta hãy cất bật duy trì, hãy nhìn những cái bên ngoài để chúng ta quán lại chính bản thân của mình. Và cái điều đó không có ở đâu xa. Trong cuộc sống vừa rồi thì chúng ta cũng từng gặp những cái trở ngại của cuộc sống, giống như Covid-19, rồi bây giờ đến cái bệnh đậu mùa khỉ ha. Thì dầu cho đẹp đẽ, dầu cho vua chúa hay là thường dân hay là phó thường dân, họ cũng phải nhắm mắt ra đi. Và cái thân này
cái thân này cũng phải bỏ lại. Dầu là ông vua cũng phải nằm xuống, Đức Phật cũng phải nhập niết bàn. Vậy thì cái điều quan trọng như Sư Kiên vừa trình bày, Icha Na Tăng, chúng ta phải có sự hiểu biết để thấy được cái thân của chúng ta sanh làm người là khó. Mà với cái khó của cái thân làm người thì chúng ta phải biết sử dụng cho nó hữu ích. Đó là điều quan trọng. Rồi, thầy, chúng ta kết thúc ở đây ha. Đây cũng là một bài học để các bậc trí tuệ và nhìn lại chính bản thân của mình, sử dụng những giây phút còn lại để có ích cho cuộc sống và có ích cho chính bản thân của mình. Với phước lành chúng ta học hỏi lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống.